Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái bình giữa ha, từ cái phần trên này nó vẽ xuống, mình vừa vẽ mình vừa bo cong một cái điểm ngay cái điểm đỉnh này, đó là cái điểm đỉnh ra, vừa vẽ vừa bo cong một cái điểm đỉnh. Trên này những cái đỉnh đối diện vẽ xuống nối với cái điểm mà mình vừa hát lên đó, đó. Thấy không, đây là mình ra rồi, thấy chưa? Rồi bây giờ sẽ tô lại phải ha. Hi, I was trying to see if Anne is available for a pedicure tomorrow morning at 10 a.m. Yes. Yes. Okay. Ashley? Yes. Okay, thank you. Mình đã làm tay ở đây nhưng mà để làm chân ở chỗ khác, thấy không? Nên vì sao phải bắt cái bàn bàn làm chân ở đây luôn, làm luôn khỏi cho khách đông luôn. Từ cái điểm trên này bắt xuống đối diện với cái điểm này luôn. Thấy không? Cực kỳ đẹp nha. Nó bị lên một chút xíu mà không sao, cũng nhỏ mà khách cũng sẽ không có để ý lắm đâu. Rồi tâm thứ ba này, tô lại thôi ha.
Xong ha.